Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tài liệu mật được Đảng Cộng sản Việt Nam và các phe nhóm tung ra để đấu tố nhau chứ chẳng có thế lực thù địch nào thu thập được. Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại một hội nghị tuyên truyền luật phòng chống tham nhũng, tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 hôm ngày 19 tháng 8 năm 2019 rằng bí mật nhà nước là một trong những nội dung mà các thế lực thù địch thường xuyên thu thập nhằm chống phá, đả kích đảng và nhà nước. Ông Lê Vĩnh Tân cũng nhấn mạnh việc bảo vệ bí mật nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh chính trị quốc gia. Có một số vụ làm lộ bí mật nhà nước đã ảnh hưởng lớn đến chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao của đất nước. Blogger Bùi Thanh Hiếu, tức Người Buôn Gió, người đã từng đăng tải nhiều thông tin tài liệu mật có liên quan đến các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản lên mạng xã hội, bình luận với phóng viên từ Berlin. Từ xưa đến giờ có rất nhiều tài liệu mật của Đảng Cộng sản bị tung ra ngoài cho nên ông Tân phải nói như vậy để ngăn chặn tình trạng đó tái diễn. Luật sư Lê Công Định thì cho rằng việc quy định các thông tin mật là vì chính quyền không muốn để lộ ra các thông tin gây bất lợi cho họ. Phát biểu đó rất là buồn cười bởi vì thường thì những người mà họ gọi là các thế lực thù địch hay là giới tranh đấu muốn có một sự minh bạch trong xã hội Việt Nam về tất cả các lĩnh vực đời sống, an ninh, xã hội. Sự thật là điều mà nhà cầm quyền Việt Nam luôn muốn che giấu cho nên khi họ đưa ra truyền thông những thông tin hay vấn đề nào đó thì họ đều muốn định hướng theo lợi ích của đảng cầm quyền. Do đó họ rất ngại công bố những thông tin thật, còn những người đấu tranh làm truyền thông bên ngoài chính quyền tìm cách đưa những thông tin thật thì bị chụp mũ là bôi nhọ nhà nước, bôi nhọ những quan chức lãnh đạo. Họ luôn tìm cách bảo vệ không cho lọt ra ngoài những thông tin bất lợi cho đảng cầm quyền độc trị. Thế lực thù địch có tự thu thập được tài liệu mật hay không? Báo chí nhà nước Việt Nam vẫn hay dùng từ phản động thế lực thù địch để chỉ những blogger có tiếng nói phản biện những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền mà blogger Bùi Thanh Hiếu và luật sư Lê Công Định là điển hình. Cả hai cùng phản bác lại thông tin thế lực thù địch tự thu thập tài liệu mật để chống phá đảng nhà nước của người đứng đầu Bộ Nội vụ. Luật sư Lê Công Định nói rằng không thế lực thù địch nào có khả năng tự thu thập tài liệu mật của đảng và nhà nước. Chúng tôi hoàn toàn không có khả năng thu thập được những thông tin gọi là bí mật của nhà nước trừ khi chính những người quan chức trong bộ máy đó cố tình tung ra cho giới truyền thông bên ngoài nhà nước. Họ sử dụng truyền thông bên ngoài nhà nước để tấn công những đối thủ chính trị trong đảng của họ chứ chả ai có khả năng tiếp cận và thu thập những thông tin như vậy hết. Blogger Bùi Thanh Hiếu cho biết mình đã nhiều lần nhận được những thông tin tài liệu mật về các cán bộ thuộc hàng cấp cao của Đảng Cộng sản. Sau khi đọc và xem xét kỹ những thông tin nào đáng tin thì sẽ đăng tải lên mạng xã hội, chứ ông hoàn toàn không tự chủ và tự động thu thập thông tin nào cả. Ông ấy, tức Lê Vĩnh Tân, nói các thế lực thù địch thu thập thông tin là hoàn toàn sai và ông ấy đang vu khống. Những tài liệu mật ấy không thể nào người ở bên ngoài có thể thu thập được mà là do những cán bộ của Đảng Cộng sản tung ra. Tôi ở bên Đức chứ đâu có ở Việt Nam mà có thể đi thu thập được. Hơn nữa, nếu tự nhiên tôi đi thu thập thì ai tin tôi để có thể gửi cho tôi tài liệu mật cho tôi được. Họ dùng những nickname khác nhau, những hộp thư khác nhau hoặc nặc danh bằng nhiều biện pháp khác nhau để gửi đến cho tôi. Nếu mà nói đi thu thập thì mình phải có quan hệ với người ta, không phải tôi thu thập gì cả mà chỉ ngồi ở một chỗ, rồi những người ở bên trong Đảng Cộng sản đấu đá nhau nên gửi đến cho tôi những thông tin ấy để đánh phá lại những phe đối lập của họ. Có thể họ gửi thông tin cho một nước, một người ở nước thứ ba rồi người ở bên nước thứ ba đó gửi đến cho tôi, chứ không phải họ gửi trực tiếp cho tôi. Blogger Bùi Thanh Hiếu cũng giải thích thêm sở dĩ ông nhiều lần nhận được các thông tin tài liệu mật là do trang Facebook của ông có nhiều lượt theo dõi tương tác. Ông xuất thân từ tầng lớp không liên quan gì đến chính trị, trung lập và không thuộc về nhóm chống cộng hay thân cộng gì cả. Và cuối cùng là vì đang ở nước ngoài nên người ta sẽ thấy tôi an toàn hơn nên đã gửi bài và tài liệu cho tôi để đăng tải chống phá các phe đối lập của họ. Một người khác không muốn nêu tên hiện đang sống ở Việt Nam đã từng làm việc cho mạng báo độc lập trả lời với phóng viên về các thông tin tài liệu mật mà trang báo này từng đăng tải rằng hộp mail của trang báo chúng tôi từng nhiều lần nhận được các thông tin đơn từ tài liệu hay hình ảnh được đóng dấu mật
về các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ví dụ, hồi trước khi Đại hội Đảng Cộng sản 12 vào năm 2016 diễn ra, chúng tôi nhận được rất nhiều mail được ký tên là Chân Dung Quyết Lực gửi những thông tin hình ảnh về tài sản, sự xa hoa giàu có của CLMV Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là Phó Thủ tướng, cùng gia đình hay hàng loạt biệt thự bất động sản của Đại tướng Phùng Quang Thanh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Những thông tin trên cũng với nhiều tài liệu khác nữa đều là do những người nặc danh gửi đến cho chúng tôi, chứ chúng tôi cũng không có khả năng để thu thập những thông tin dạng bí mật như vậy. Tài liệu mật tung lên mạng xã hội là do đấu đá nội bộ. Blogger Bùi Thanh Hiếu khẳng định những thông tin tài liệu mật mà mình từng nhận được đều do các cán bộ bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam tuồn ra ngoài với hai mục đích. Nguyên nhân mà các cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tung ra những tài liệu ấy ra ngoài là để đấu đá nhau do tranh chức tranh quyền, hạ bệ lẫn nhau. Ví dụ như những lá đơn trước Đại hội 16 được tung ra để tố cáo Nguyễn Tấn Dũng và nhiều thông tin khác đều là do nội bộ bên trong tung ra, chứ đâu phải do thế lực thù địch nào thu thập lại. Hoàn toàn đây là do những chuyện đánh nhau. Vào năm tới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có Đại hội Đảng lần thứ 13. Đây là dịp Đảng bầu những nhân sự quan trọng vào các vai trò lãnh đạo chóp bu của Đảng và Nhà nước cùng với chính phủ. Lò sẽ được đốt từ dưới lên, từ trên xuống, và đến năm 2020 thì đốt khắp nơi. Rất giống nhưng cũng rất khác với Đại hội 12 của Đảng Cộng sản vẫn còn đang cầm quyền ở Việt Nam. Đại hội 13 của chính Đảng chưa hề được luật hóa này sẽ xảy ra vào năm 2021. Có một đặc thù mà không một đại hội Đảng nào trước đây có, đó là đốt lò. Nếu vào thời tiền Đại hội 12, những trận chiến quyền lực bề nổi và dưới gầm bàn chủ yếu bằng thủ đoạn gửi thư tố cáo cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đấu tố nhau trên mạng xã hội, nhưng đương sự cùng lắm cũng chỉ bị kỷ luật về mặt Đảng và do đó mất quyền ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Giai đoạn nóng sốt 2 năm trước Đại hội 13 lại mở ra cơ hội tung tóe cho những ai muốn chơi nhau. Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đóng vai trò tiền xét các vụ việc vi phạm tư cách đảng viên, còn sau đó vụ tham nhũng hoặc cố ý làm trái của đảng viên đó được chuyển sang cơ quan an ninh điều tra hoặc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Hai địa chỉ mà từ đó có thể khiến những ứng cử viên, ủy viên Trung ương hoặc Bộ Chính trị phải một đi không trở lại trong ngập đắng nước cay. Tháng 3 năm 2019, câu chuyện bắt đầu. Bắt đầu bàn nhân sự rồi phải hết sức cảnh giác. Phát biểu của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 3 năm 2019 xảy đến trong bối cảnh chính trường Việt Nam bất chợt sôi sục hẳn lên với sự khởi động của một cái gì đó giống như bầu cử, không khí xung đột nóng rực trước Đại hội 12. Đó đây thấp thoáng hiện ra vài ba bài viết trên mạng xã hội nhằm đấu tố trong giới chóp bu cao cấp về tài sản sân sau và thủ đoạn chơi nhau. Và cũng bắt đầu bắn thẳng vào những tên tuổi cụ thể của quan chức cấp cao. Đầu năm 2019, rõ là các cơ quan đảng đang đẩy nhanh hơn tiến độ quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 vào đầu năm 2021. 2019 là năm bàn nhân sự cấp tỉnh thành, còn đến năm 2020 sẽ là năm quyết định vận mạng nhân sự chủ chốt của cấp trung ương, trong đó có Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đặc biệt là tam trụ thay cho tứ trụ trước đây, vì hiện thời một mình ông Nguyễn Phú Trọng ngồi đến hai ghế. Chẳng khác gì thời tiền Đại hội 12 bắt đầu đánh nhỏ vào năm 2014 và đặc biệt đánh nhau cực lớn trong nguyên năm 2015. Đơn thư tố cáo và bài viết đâm dao sau lưng đồng chí với các tác giả nặc danh 100% và không rõ nguồn gốc đang chĩa mũi dùi sâu nhất vào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và thêm một số quan chức cao cấp khác. Tình hình trên khiến nhiều người buộc phải nhung nhớ Chân Dung Quyền Lực. Vào cuối năm 2014, lần đầu tiên trang Chân Dung Quyền Lực xuất hiện và tạo nên một cơn địa chấn trong chính trường và chính giới Việt Nam khi tấn công không thương tiếc với nhiều chi tiết liên quan đến tài sản sân sau và thân nhân chính trị nội bộ đối với một số ủy viên Bộ Chính trị khi đó, đặc biệt là Nguyễn Xuân Phúc. Khỏi phải nói rằng hiệu ứng của trang mạng phe cánh chính trị này đã khiến nhiều chính khách co rúm và phải uống thuốc ngủ. Nhưng đến gần cuối năm 2015, khi sắp diễn ra Đại hội 12, trang Chân Dung Quyền Lực tự nhiên biến mất theo đúng cái cách mà nó đã thình lình xuất hiện. Có lẽ vào lúc đó nhiệm vụ lịch sử của nó đã tạm thời hoàn thành.
Còn giờ đây, cuộc chiến quyền lực đã bắt đầu manh nha, và nếu không có gì thay đổi thì sự việc sẽ diễn ra theo đúng cái quy luật xung đột chính trị, lại một cuộc chạy đua sống mái vào các chức danh chủ chốt trong bộ chính trị, trong tam trụ và kể cả trong cuộc vận động để điều chỉnh tam trụ thành tứ trụ như cũ. Từ khoảng cuối năm 2018 bắt đầu xuất hiện một thông tin ngoài lề đầy gợi cảm và biến động, có một khả năng là Nguyễn Phú Trọng sẽ chuyển giao quyền lực tổng bí thư cho một người thân tín chẳng hạn như Trần Quốc Vượng mà chỉ ngồi ghế chủ tịch nước, và cùng với nhân sự cấp chiến lược được Trần Quốc Vượng, người còn một cái tên chiến lược khác cũng được nêu ra như một phương án thay thế vị trí thủ tướng hiện thời Vương Đình Huệ. Theo dư luận, không phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây xuất hiện những đồn đoán về Huệ sửa đổi số liệu hay vụ chùa vàng ở Quảng Ninh mà bị xem là có liên quan đến phạm vi hoạt động của Phạm Minh Chính và vài ủy viên Bộ Chính trị khác. Trong khi đó, quan chức được xem là đàn em thân tín của Nguyễn Xuân Phúc là Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Đà Nẵng, và từng có thời được coi là bất khả xâm phạm dù Bí thư Đà Nẵng khi đó là Nguyễn Xuân Anh phải rớt đài thảm thiết, cũng đang được đồn đoán là sẽ vào lò. Không loại trừ cái tin Nguyễn Phú Trọng nghỉ Tổng Bí thư chỉ là một thủ thuật chính trị theo kiểu giả chết bắt quạ và bắt chết những tay mơ non chẹt kinh nghiệm nhưng ham hố ghế và háo đá. Nhưng vấn đề sức khỏe lại là có vẻ một thực tồn không tránh khỏi của ông Trọng. Từ năm 2018 đến nay, nhiều thông tin ngoài lề về việc sức khỏe của bác cả không được tốt lắm, lại thêm việc thân này ví xẻ làm đôi cho cả hai văn phòng Tổng Bí thư và Chủ tịch nước kể từ tháng 9 năm 2018, mà đã và sẽ khiến cho ông Trọng có thể rơi vào tình trạng phân tâm trầm trọng, dẫn đến hội chứng mệt mỏi thần kinh và thể trạng. Trong bối cảnh đó, và nếu đến một lúc nào đó Nguyễn Phú Trọng không chỉ có ý định mà buộc phải tự nguyện nhường lại cái ghế Tổng Bí thư cho người khác, hai ứng cử viên hàng đầu đã hoặc được sắp sẵn hoặc cố ngồi lên vị trí sắp sẵn đó là Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hai tính cách khác nhau một trời một vực, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thậm chí còn được dân gian đặt cho biệt danh là Phúc Nổ, với đủ mọi thứ dài thoại về đầu tàu kinh tế và tăng trưởng GDP. Tại các địa phương mà ở đó, ông ta lộ rõ chiến dịch vận động để vị thế của mình được nâng lên một tầm cao mới. Trần Quốc Vượng lại chỉ nói quá ít so với Phúc. Và trong khi Nguyễn Xuân Phúc được xem là một thế lực đang lên với mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thì Trần Quốc Vượng lại nghèo và kín đáo hơn nhiều. Tuy không phải không có dư luận về sân sau của nhân vật này. Hoặc Vượng, một quan chức bên đảng không có nhiều điều kiện tiếp xúc và vận động ở các tỉnh thành như Phúc, đã tìm ra một chiến thuật khôn ngoan ẩn mình trong im lặng. Chính thái độ được xem là khiêm tốn và không đam mê quyền lực ấy của Trần Quốc Vượng có thể đã chiếm được tình cảm của Nguyễn Phú Trọng để Vượng được chính thức vào ngôi thái tử. Khác với thời tiền Đại hội 12, giai đoạn toàn đảng, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội 13, không những là cuộc chiến đánh vào các sân sau của nhau mà tính xung đột của nó còn máu lửa hơn nhiều bởi yếu tố hình sự hóa của cuộc chiến này, thể hiện bởi Bộ Công an ở cấp trung ương và cơ quan công an ở một số địa phương then chốt, những nơi đậm đà yếu tố phe cánh chính trị, lò sẽ được đốt từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới, và đến năm 2020 thì sẽ đốt khắp ở mọi nơi. Chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện chương trình một cách tốt hơn. Hãy chia sẻ thông tin để cho thông tin lan tỏa được đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.